Giờ thì hãy cùng mình đi chọn quần áo nhé. Hi cả nhà nha, chào mọi người. Thì như video trước mình có nói là sắp tới mình sẽ đi Nhật. Thực tế ra đó chính là ngày mai mình bay rồi. Bây giờ thì mọi người hãy cùng mình chuẩn bị pack đồ và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp cho nhà cửa để ngày mai mình đi nha. Các bạn đừng quá để ý tóc, tai, mặt mũi mình nha. Thứ nhất là mình vừa mới ốm dậy. Hình như là trong video nào mình cũng vừa mới ốm dậy sao ấy. Thực ra cũng không phải là kiểu ốm nặng gì đâu mà. Ở bên này mình từ khi sang Úc ấy thì mình kiểu bị dị ứng phấn hoa, cho nên là các bạn có nhìn thấy không? Cứ hắt hơi sổ mũi thì xong sau đó là cái phần da ngay chỗ mũi nó bong chóc rất là kinh khủng luôn. Ok, giờ chúng ta sẽ phải dưỡng ẩm cho nó một xíu, không kinh á, bong chóc như da rắn vậy à. Thì thế này mọi người thông cảm nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ sắp xếp đồ đạc chuẩn bị hết đã, xong sau đó là có gì bụi bẩn các thứ xong thì sẽ là tổng vệ sinh cơ thể cuối ngày. Từ khi mình bắt đầu làm YouTube tới giờ ấy thì mình để ý ra là mình cũng đọc được một vài comment của mọi người ấy, đó là các bạn, đặc biệt là hồi đó khi mình còn dùng cái mic cầm tay ấy, thì các bạn bảo là cảm giác nó hơi giống như là kiểu thuyết trình và có một cái sự xa cách gì đó giữa mình và người nghe. Thực ra nha, cái này nó cũng không có đến một cách tự nhiên đâu, kiểu như là làm sao bạn nhìn vào cái camera nó chỉ là một cái chấm đen trước mặt mình thôi ấy, cho nên là để mà nói chuyện tự mình tự biên tự diễn như vậy thì cũng hơi ngại, nhưng mà mình sẽ cố gắng là từ giờ sẽ thuần thục hơn và để có một khung để khiến cho là các bạn sẽ, chúng ta sẽ không có một cái rào cản giữa hai người nha, cho nên là mình sẽ coi như là cái camera này là bạn của mình vậy. Ok, quay lại cái nốt này, lo barbecue thì mình còn gì nữa nhỉ. Ok, trước mắt là như vậy nha, mình nghĩ là tạm tạm như vậy đã, xong sau đó là mỗi mục mình xong, khi mà chúng ta cùng nhau làm việc thì mình sẽ tích nó dần. Ok, let's go. Mấy ngày tới ở Nhật ấy thì thời tiết có vẻ cũng hơi lành lạnh. Ok, bây giờ thì hãy cùng mình đi chọn quần áo nhé. Với quần áo khi mình đi Nhật ấy, mình sẽ chỉ mặc những bộ rất là đơn giản nhất thôi và gọn nhẹ. Mình đi 2 tuần thì mình sẽ xem là mình sẽ chọn bộ nào ta. Bởi vì là ở đấy ấy, mình vẫn có thể giặt quần áo được. Tuy nhiên là mình, cái style của mình không phải là kiểu dạng thích mặc quần hay là áo phông ấy, mà nó sẽ chỉ có là váy thôi. Vậy nên là hãy cùng mình xem thử qua xem là mình có những sự lựa chọn gì nhá. Ok, mình nghĩ là toàn bộ đúng này. Sẽ là quần áo rất là nhanh thôi. Quần áo của mình thường là mua ở những cửa hàng Việt Nam. Mình thích đi săn những cái đồ hàng Việt Nam chất lượng cao, bởi vì thực tế ra là quần áo của người Nhật và quần áo của người Úc, cái thời trang của họ không có hợp với mình lắm. Đặc biệt là mình thích những cái bộ kiểu váy xinh xắn, tươi tắn một xíu. Dù quần áo có tiền hiệu đắt tiền như thế nào thì nó cũng không phải là lúc nào nó cũng bền đâu. Mình thấy là mặc đồ Việt Nam mình sản xuất vẫn là chất lượng cao và ok nhất. Ngoài ra nó may cho đúng form người châu Á, người Việt Nam mình ấy. Thông thường ấy thì mình sẽ cho quần áo vào những cái packing cube như thế này. Nó có nhiều dạng size khác nhau. Tuy nhiên mình mang váy đi hết, cho nên là mình sẽ cho vào một cái túi khác, nó như kiểu là túi vest. Đây, nó giống như kiểu là cái túi đựng đồ vest. Thì khi mình cho quần áo gập vào đây ấy, nó vừa tiện lợi gọn nhẹ mà mình còn có thể cho được đồ vào đây mà mình cảm thấy an toàn. Tại vì những cái bộ váy của mình thực sự mình rất là trân quý nó.
Mình sẽ mang kèm theo cả một chiếc túi thốt như thế này để khi mà đi lại nhà có thể đựng được đồ này, đựng nước và đựng rác. Về Nhật rất là khó kiếm thùng rác luôn. Ngoài ra mình cũng sẽ cho thêm vào đây nước rửa tay khô và một bịch khăn giấy để trong trường hợp cần thì có thể sử dụng. Mình sẽ mang theo bàn chải đánh răng của mình, để cái đầu của nó vào cái hộp giữ để cho nó không bị bẩn như này. Thực ra cái này cũng không phải mua đồ đắt tiền gì đâu, chỉ cần mua một cái nhựa ok là được. Nhưng mình nhớ là mình mua cái này trên Shopee. Được dùng cá nhân cho vệ sinh thì mình cũng không mang nhiều đâu, tại vì nếu mà có thiếu cái gì thì mình có thể mua ở Nhật. Tuy nhiên, những thứ mà mình cần phải sắp, thứ nhất đó là cái lọ sữa rửa mặt này, vì mình biết chắc chắn là bên Nhật người ta không có bán. Kem chống nắng dành cho người, cái lọ này rất là tiện để mang theo người, vì là cơ thể thì chúng ta thì mình thường mua nhiều ấy. Cái lọ baby của nó từ hãng Anessa nha. Đây là lọ to thông thường, đây là lọ bé tí. Ở bên Nhật ấy có cái loại tampon mà nó ở trong một cái ống đựng, bạn không cần phải động tay vào khi mà bạn sử dụng nó. Bạn nữ nào hoặc kể cả các bạn nam mà đang xem đến đoạn này của video của mình thì có thể thử tìm hiểu xem và tặng cho bạn gái của mọi người nha. Mình tin chắc chắn là các bạn ấy sẽ rất là ngạc nhiên bởi độ tinh tế của các bạn đó. Về skincare thì mình cũng không mang theo gì nhiều. Đây là hai lọ mình đang cực kỳ yêu thích sử dụng trong thời gian gần đây. Chai bé như thế này nhưng mà chỉ cần sử dụng một vài chấm lên trên da mặt, nó có thể cung cấp đủ độ ẩm cho da mặt trong 24 giờ. Còn cái dòng hãng này thì mình nghĩ là mọi người đã nhìn thấy rất là nhiều rồi. Nó cái mình thích nhất ở đây ấy, đó là nó có chứa chất zinc và nó cực kỳ phù hợp cho cái da mặt nào mà đang bị tổn thương. Đây sẽ là thứ mình mang đi để đựng quần áo bẩn này. Sau đó là khi mà có thời gian thì mình sẽ đi giặt. Ở thông thường ở khách sạn Nhật ấy là họ sẽ có máy giặt quần áo, mình chỉ cần cho coil vào là nó sẽ hoạt động. Còn ở cái khu vực này thì mình sẽ để một vài cái đồ linh tinh vặt, ví dụ như là miếng dán chống đau chân này, ông tẩy trang trong trường hợp mình cần sử dụng gấp vào buổi tối này, cái lọ Pino chắc chắn là không thể thiếu rồi. Bạn nào mà đã xem video gần đây nhất của mình ấy thì biết là cái lọ Pino này khi mà mình tới Nhật thì chắc chắn là mình sẽ không thể không mang, bởi vì là mình chắc chắn là sẽ ăn rất là nhiều đồ ăn mà có chứa tinh bột khiến cho mình bị đầy hơi chướng bụng. Cái lọ Pino nó thực sự rất là thần thánh luôn, mình chỉ cần uống 2 viên trước khi mình ăn cái bữa đó thì mình sẽ không bao giờ có hiện tượng bị đầy hơi, cho nên là nó sẽ đi kèm với mình nha. Giờ mình sẽ chuyển sang chuẩn bị hành lý, xách tay và túi đeo người nhá. Ngày trước thì mình rất là thích dùng những cái túi kiểu như thế này, xong sau đó là đặt nó lên trên vali. Tuy nhiên nếu như mà những cái túi này ấy, nó không có khóa kéo toàn bộ thì khi mà đi lại trên máy bay hay là lúc máy bay cất cánh hạ cánh ấy, có nhiều lúc sự cố xảy ra, cái túi nó đổ ra và quăng quật đồ lung tung hết cả. Cho nên là mình thấy nó không được ổn cho lắm. Khi mình đi du lịch, mình sẽ chuyển sang một cái túi chéo bắt ngang qua người. Nó sẽ giống như thế này. Mình có thể điều chỉnh cái độ dài của nó và mình sẽ thấy yên tâm hơn khi mình để những cái vật dụng quan trọng như là hộ chiếu, tiền mặt, những cái thẻ căn cước ở đây. Đây là ba lô mà cả nhà mình sẽ sử dụng. Vậy đây là mình sẽ chỉ cho một số đồ quan trọng nhất định vào đây thôi để mọi người còn có khoảng trống không gian để sử dụng nữa. Đầu tiên là laptop thì mình sẽ cho vào đây. Những cái đồ như là laptop, đồ điện tử, máy ảnh, đồ trang sức mình khuyên là mọi người nên mang theo mình chứ đừng ký gửi. Một chai nước rỗng để khi mà đi qua security thì mình sẽ đi vào và mình tìm vòi nước. Đồ trang điểm của mình, đồ trang điểm của mình ấy thì mình thực sự không mang gì nhiều đâu. Trong này chỉ có mascara này, một thỏi son, một thỏi son dưỡng, kẹp mi mắt, cắt móng tay nhỏ gọn. Mình thực sự rất ghét cảm giác khi mà đi ra bên ngoài và bị sức móng rô. Một lọ nước hoa mini để ví dụ lúc cần thiết thì có thể xịt ngay. Nhưng mà thông thường khi mà sang Nhật ấy, mình sẽ không hay xịt nước hoa, bởi vì khi mà vào quán ăn, đặc biệt là sushi này và những cái quán omakase, họ tuyệt đối sẽ không cho ai mà sử dụng nước hoa vào. Một loại kem dưỡng tay chống nắng dạng thỏi. Khi mà trên máy bay ấy, mình sẽ không phải đi rửa tay hay là dùng kem chống nắng mà mình phải sờ tay lên mặt trực tiếp, mà chỉ cần lôi cái thỏi này ra và đi một vòng như thế này. Cực kỳ là tiện luôn và nó còn sạch sẽ. Mình tin tưởng. Lọ này là mình mua của Shiseido và mùi rất là thơm luôn.
Cuối cùng đó là lọ son dưỡng môi không thể không mang. Cái hãng này ấy, nó có nhiều sản phẩm khác nhau, hình như là có 3 màu: màu đỏ, màu cam và màu xanh. Mình sẽ recommend mọi người thử dùng cái màu cam này, bởi vì ấy, cái lọ này ấy, nó có một cái chất mà kiểu cực kỳ là đặc. Khi mà các bạn bôi cái chất này lên ấy, thì mọi người sẽ cảm thấy là môi cực kỳ căng mọng và có một cái lớp dưỡng xung quanh môi. Khi mà bạn sử dụng cái lọ này xong ấy, sau khoảng tầm 5-7 tiếng khi là nó vẫn còn giữ được độ ẩm nha. Khi mà trên máy bay môi và cơ thể mình hay bị khô đúng không, sẽ ngăn cản chúng mình không cắn môi, cho nên là cái này thực sự rất là tuyệt vời, number one. Cho vào cái túi sách này. Tí quên, ngoài ra là mình phải mang theo cả cái lược này để mình chải đầu trong lúc mình ngồi trên máy bay rảnh không có gì làm nữa. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Cause everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. Take that.
Now I'm paid by the sentence. Taking my time with it. Baby, give me yours so I could get some more flash drive. I'm telling you that there ain't no other way. Pack your bags and then you will go away. I'm not gonna be begging you to stay. Said maybe if you asked me yesterday, I would handle this differently. Things are different, I'm a new. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do, and it's time for something new. Yeah. Gotta know when to let go. Gotta know when to let go. Gotta know when to let go. Sometimes. In a spot, 'cause I don't really like what I got, so I change it bit by bit. It's not ungrateful, just being helpful for me and you. 'Cause we gotta go our own way, gotta go our own way. Yeah, this was not a good stay. Gotta go our own way, 'cause I do.
trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty handed. You like the fast life, you like to drive and get down and dirty. You act like the bad guy. You want some love, you like when you feel like calling at midnight. You got the best of me, you got me losing sleep. I've been hopeful, baby. I was hoping maybe that you cross my path. I've been sinking lately, and it's hard to move. Think I'm stuck on you. Oh, in transit, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by. Wanna give you up.